rồi, rắn cắn rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, rắn cắn rồi, cắn rồi cô ơi, rắn cắn rồi, rắn cắn, rắn cắn, rắn cắn, rắn cắn rồi, ô khăng rắn cắn rồi, ô, rắn gì ơi, ô, rồi biết được, có phải gì không? Đây này, cắn vào đâu? Đây đây đây. Đây này không cái cây này, cây này nó phải có cái ngạn này mới được này. Đấy. Có cái ngạn này thì nó không chế được nó đây. Làm kêu đò, làm kêu đò. Đâu rồi? Đấy thì xuống rồi. Về đưa nó đi. Đấy đâu rồi? Này đâu rồi? Ông rắn này là rắn hổ mang, nó cũng thuộc loại rắn độc, nó không nối độc quá ông nghe chưa? Được. Ông đưa Huy về nhồng rau nhé. Chắc chỉ cần ăn miếng thuốc là khỏi thôi. Cho xa máy đi, cho xa máy đi luôn đây. Ăn miếng thuốc là khỏi thôi. Không có đề gì không? Hiểu quá.
chị, ô, nó đập thuốc bây giờ không? Đây này, dứt lắm. Ồ, ồ.